Nếu ở thế giới tương lai, công nghệ phát triển, con người chỉ cần đạp xe là có thể đổi lấy tất cả đồ dùng sinh hoạt, không còn áp lực vật chất mà có thể vui chơi giải trí, bạn có mong muốn một cuộc sống như vậy không? Hôm nay sẽ mang tới cho các bạn một bộ phim về cuộc sống như vậy, Black Mirror, xin mời các bạn cùng theo dõi. Hát tỉnh dậy, căn phòng kín, bốn màn hình bao quanh, chỉ cần ra dấu tay là có thể điều khiển từ xa tất cả các công nghệ thông minh. Cuộc sống trở nên thuận tiện hơn, nhưng không phải tất cả đều như ý nguyện. Màn hình nhiều lúc sẽ chạy quảng cáo, muốn bỏ qua thì phải trả phí, nhưng phí ở đây không phải là tiền mà là số km. Ở thế giới này, km chính là tài sản cá nhân của bạn. Tất cả chi phí tiêu dùng đều được trả bằng km, kem đánh răng 4 km, quà táo 5 km, còn hát thì có 15 triệu km. Con người ở đây không có nỗi lo cơm áo gạo tiền, họ vui chơi thoải mái. Một ngày nọ, Hát đang ngồi trong phòng chơi game, màn hình bỗng nhảy ra chương trình quảng cáo là một chương trình giải trí hot nhất hiện tại. Nhưng Hát không thích nghe những giọng hát nhạt nhẽo và tiết mục dàn dựng này, anh liền phẩy tay bỏ qua quảng cáo. Việc này đã tiêu mất 1.000 km, tiếp theo đó lại nhảy đến một kênh quảng cáo 18+. Hát cảm thấy bất lực, anh che mắt lại. Ở nơi đây, việc xem quảng cáo là một nghĩa vụ. Hệ thống cảnh báo yêu cầu Hát tiếp tục theo dõi, Hát chỉ đành thuận theo, bỏ tay ra và xem tiếp. Ngày hôm sau, Hát hồi phục tinh thần và đi làm. Trên đường đi, anh gặp một cô gái tóc đen, màu mắt xanh dương, nụ cười mỉm khiến cô trở nên khác biệt so với những khuôn mặt vô hồn xung quanh. Hát không thể kiềm chế được ánh mắt của mình. Khi anh đang đi vệ sinh, một chất giọng đẹp vang lên thu hút Hát. Đợi một lát, anh nhìn thấy cô gái anh gặp ban sáng đi ra. Giọng Hát thánh thót tự nhiên, khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện. Hát cảm thấy mình đã rơi vào tiếng sét ái tình. Anh lấy hết dũng khí của mình đến bên chào hỏi cô gái, nhưng màn hình lúc này lại hiện ra kênh quảng cáo 18+. Nó nhắc nhở anh: "Chào khách hàng cũ, chúng tôi lại có phim mới, nhớ theo dõi nhé." Hát vội vàng bỏ qua quảng cáo. Anh vô cùng xấu hổ và cũng để lỡ mất cơ hội làm quen với cô gái. Khi đạp xe, anh liên tục nhìn lén cô. Anh phát hiện ra cô thường dùng giấy để gấp một con chim cánh cụt và đặt nó lên xe đạp, nhưng thường bị nhân viên quét dọn tưởng nhầm là rác và đem vứt đi, nhưng cô vẫn vui vẻ gấp nó. Hát lại tìm được cơ hội làm quen. Anh khen giọng hát của cô ngọt ngào cảm động và khích lệ cô tham dự cuộc thi The Voice. Cô gái nói anh chỉ mới nghe giọng hát của cô trong nhà vệ sinh, sao lại có thể khẳng định cô hát hay hơn những giọng thi trong chương trình kia. Hơn nữa, vé tham dự là 12 triệu km, cô ấy không có nhiều km như thế. Hát nói với cô một cách chắc chắn, anh đồng ý tặng cho cô tấm vé đắt đỏ như vậy. Cô gái từ chối, nhưng Hát khuyên nhủ đủ điều. Cô cảm động trước tấm lòng chân thành của Hát và đã nhận lời. Tối hôm đó, Hát đã mua vé, nhưng anh phát hiện ra vé đã tăng lên 15 triệu km, còn trong tài khoản của anh cũng chỉ vừa đủ 15 triệu km. Vì nữ thần trong lòng, Hát cắn răng mua tấm vé tặng cho cô. Cô gái nhận được tấm vé của Hát, vô cùng vui mừng, tặng anh một nụ hôn gió. Ngày hôm sau, trên đường đến sân khấu The Voice, cô gái tặng con chim cánh cụt tự tay mình gấp cho Hát. Hát cũng lấy hết dũng khí, cầm lấy tay cô gái. Trước khi lên sân khấu, nhân viên yêu cầu thí sinh uống một hộp sữa để giảm bớt căng thẳng. Sau khi uống xong, cô gái cảm thấy hơi chóng mặt và rồi cô đi lên sân khấu. Giọng hát của cô ngọt ngào lay động lòng người, khán giả say mê đắm chìm trong giọng hát của cô. Hát được một nửa, giám khảo cắt ngang phần trình diễn của cô. Họ đánh giá rằng đây là giọng hát hay nhất mà họ nghe thấy trong tiết mục mùa này. Khán giả và giám khảo vỗ tay reo hò nồng nhiệt. Nhưng tiếp đó, giám khảo lại nói: "Hiện tại bây giờ, chúng tôi đã có quá nhiều ca sĩ nên không cần đến ca sĩ nữa. Điều chúng tôi cần là một nữ cosplayer." So với giọng hát ngọt ngào thì ngoại hình của cô xuất sắc hơn nhiều. Làm cosplayer là điều mọi người mong muốn nhất, chỉ cần cô đồng ý thì nhất định cô sẽ nổi tiếng. Lúc này, dưới khán đài, toàn bộ khán giả vô cùng phấn khích, không gì hơn là một cô gái ngây thơ trong sáng đóng làm cosplayer. Điều này thỏa mãn khẩu vị của quần chúng. Quần chúng đã bị vô vàn các tiết mục giải trí dày vò, họ đã không còn khả năng tư duy và phân biệt. Giám khảo hướng về đâu, khán giả liền mù quáng hướng theo sau. Cuối cùng, ngàn tiếng nói đồng thời cất lên: "Làm đi, làm đi." Cô gái giữ người trên sân khấu, dưới sức ép của quần chúng, cô ta cũng đồng ý. Hát vô cùng đau khổ. Về nhà, anh lấy con chim cánh cụt và hộp sữa giấu dưới giường. Clip giới thiệu về show diễn đầu tiên của cô gái ngập tràn trên các kênh. Hát liên tục bỏ qua, nhưng cuối cùng anh vẫn không thoát khỏi. Số km của anh không đủ để bỏ qua quảng cáo về cô. Anh chỉ đành dương mắt nhìn cô gái mình thích để lộ biểu cảm khuôn mặt và hành động dung tục. Hát như phát điên, anh muốn trốn khỏi căn phòng này, nhưng trong thời gian quảng cáo, không ai được phép ra khỏi phòng mà bị cưỡng chế xem hết ở trong phòng. Hát cảm thấy bất lực, anh bắt đầu đập màn hình, đập cho đến khi màn hình vỡ tung, anh mới bình tĩnh lại. Anh giấu một mảnh kính trong đống kính vụn, anh quyết định phản đòn. Anh bắt đầu đi sớm về muộn, anh đạp xe như điên. 150.000 km, anh tiết kiệm sinh hoạt, kem đánh răng chỉ sử dụng 1 km, 30.000 km ăn uống, thậm chí còn nhặt đồ ăn thừa của người khác. 50.000 km, anh nhìn thấy quảng cáo của cô gái, cũng không còn bỏ qua. Anh bắt đầu nhảy múa, số km cũng ngày một tăng nhanh. 2 triệu, 4 triệu, 5 triệu km, vũ đạo của anh ngày càng thuần thục và nhịp nhàng. 2 tháng trôi qua, cuối cùng anh đã tích được 15 triệu km.
Anh lại mua một chiếc vé của chương trình Got Talent, lần này anh muốn tự mình tham gia. Trước khi biểu diễn, anh không sử dụng hộp sữa mà cô nhân viên đưa cho, anh đã lên sân khấu với một cái đầu tỉnh táo. Đứng trên sân khấu, âm nhạc vang lên, cơ thể anh bắt đầu chuyển động, không khí sôi động theo từng động tác trên cơ thể của anh. Bỗng nhiên, anh cầm mảnh kính kề lên cổ của mình, anh uy hiếp bảo vệ không được lại gần, để anh nói xong, nếu không, anh sẽ chết tại đây. Lúc này, giám khảo hỏi anh, đây có phải phần trình diễn mà anh đã sắp xếp sẵn không? Câu nói đó làm Hát vô cùng tức giận, anh ta bắt đầu nói ra những uất ức trong lòng mình, liên tục chửi mắng giám khảo và khán giả. Nhưng thật bất ngờ, giám khảo lại nói phần trình diễn vừa rồi của Hát là phần trình diễn đặc sắc nhất ông ta từng xem. Câu nói đó đã làm Hát vô cùng tức giận, anh nói ra hết những uất ức trong lòng mình, liên tục chửi mắng giám khảo và khán giả. Chưa đợi khán giả hiểu rõ, thật bất ngờ vị giám khảo lại nói phần biểu diễn vừa rồi của Hát là phần trình diễn đặc sắc nhất ông ta từng xem. Lời vừa dứt, khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Tiếp đó, giám khảo lại nói chúng tôi sẽ tạo riêng một chương trình cho anh, biểu diễn 2 lần một tuần, anh cứ giữ vững phong độ biểu diễn của mình. Lời đề nghị này khiến khán giả hưởng ứng nhiệt tình, tiếng vỗ tay hoan hô không dứt, vang dội lên sân khấu. Hát dương mắt nhìn tất cả khán giả nhiệt tình trên màn hình điện tử. Cuối cùng, anh đã hiểu người mà anh cần chống lại không phải là 3 vị giám khảo kia, mà là toàn bộ khán giả trước màn hình. Lời phát biểu của Hát trên sân khấu có thể thay đổi điều gì? Đúng là có một số thứ đã thay đổi. Hát đã trở thành người nổi tiếng của thế giới giải trí mới. Mảnh vỡ đã từng kề lên cổ Hát bây giờ trở thành đạo cụ biểu diễn của anh và trở thành mặt hàng bán chạy trong thị trường ảo. Căn phòng của Hát cũng từ nhỏ chuyển sang to, trên màn hình đã không còn xuất hiện các loại quảng cáo, thay vào đó là phong cảnh cây cối xanh tươi um tùm, nhưng đó cũng chỉ là cảnh ảo qua màn hình mà thôi. Người chiến thắng trong cuộc thi này vẫn là những người đề ra quy tắc của cuộc chơi, ví dụ như những vị giám khảo, họ không cần phải làm gì, dù sao họ cũng có một nhóm quần chúng biết nghe lời, con người đạp xe không biết mệt mỏi để cung cấp giá trị cho họ. Còn về Hát và cô gái kia, những tưởng có được chiếc vé tiến vào thiên đường, ai ngờ đó chỉ là khế ước bán thân vào địa ngục. Điều gì đã khiến họ bán đứng ước mơ của mình? Có phải là do hộp sữa không? Hát không hề uống nó, nhưng anh vẫn đi theo trào lưu. Là giám khảo trên sân khấu sao? Họ thực sự đáng hận. Nhưng điều gì đã khiến bọn họ trở nên như vậy? Kênh Phim Hay nghĩ nguyên nhân sâu xa là do khán giả, cuộc thi là do tất cả những người ở đó tạo ra nên mới trở nên châm biếm và vô lý như vậy. Đây là một thời đại mang tính chất chủ nghĩa giải trí xa xỉ. Nội dung của bộ phim đặt trong bối cảnh tương lai, nhưng hiện thực cuộc sống hiện tại và tình tiết trong phim có khác nhau là mấy? Được rồi, Black Mirror xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Vậy là bộ phim này đã kết thúc tại đây rồi. Mọi người thấy hay thì có thể để lại một phần comment phía dưới cho tôi biết nha. Mong mọi người sẽ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong những video sắp tới nha.